Tuần qua, nhân sự kiện 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, Bình Dương đã tổ chức hội chợ công thương Đông Nam Bộ. Đây không chỉ là dịp để kết nối giao thương mà còn mở ra cơ hội mở rộng kinh doanh cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Doanh nghiệp này sản xuất các sản phẩm từ sen, dù ở tận Đồng Tháp nhưng đã rất hào hứng khi lần đầu tiên tham gia hội chợ có quy mô lớn ở Bình Dương. Với mục tiêu mở rộng thị trường ra các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và cả nước, nên doanh nghiệp đã có sự đầu tư bài bản từ cách giới thiệu sản phẩm đến việc kết nối các đối tác trong nước. Mình cũng mong muốn là được tham gia càng nhiều càng tốt. Tại vì cái sản phẩm thật ra là cái sản phẩm ở Đồng Tháp về sen hoặc là của các tỉnh miền Bắc về sen thì rất là nhiều. Hội chợ công thương vùng Đông Nam Bộ được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 9 2023 tại trung tâm triển lãm WTC Expo, thành phố mới Bình Dương. Hoạt động này thu hút hơn 300 doanh nghiệp của các tỉnh thành Đông Nam Bộ, các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ tham gia. Với 350 gian hàng, có nhiều sản phẩm thế mạnh và tiềm năng và sản phẩm tiêu biểu của các tỉnh đã được trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại chương trình. Đây thực sự là cơ hội mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thông thường các doanh nghiệp này không có nhiều chi phí dành cho các hoạt động marketing, nên khi được tạo điều kiện tham gia những hoạt động quy mô lớn như thế này, họ đều rất hào hứng. Bởi đây chính là cơ hội để các doanh nghiệp vừa và nhỏ mở rộng thị trường, tìm kiếm các khách hàng tiềm năng. Có cơ hội tiếp xúc và giới thiệu cái sản phẩm từ huyện miền núi của mình, đó là sản phẩm đặc trưng của tỉnh Quảng Nam là cây sâm Ngọc Linh. Những cái hội chợ như thế này để giúp chúng tôi rất là nhiều, mang cái sản phẩm đến với người tiêu dùng một cách nhanh nhất và cũng như là giúp người tiêu dùng tin tưởng hơn. Mạnh dạn hơn để mà có thể tiếp cận với chúng tôi. Rất là mong muốn có những cái chương trình tiếp theo để tổ chức và sẽ mang đến những cái giá trị lớn hơn nữa cho cộng đồng và giúp cho cộng đồng có những sản phẩm chất lượng. Có thể thấy thành công của hội chợ công thương vùng Đông Nam Bộ lần này đã mở ra nhiều cánh cửa lớn để các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiếp cận các đối tác nước ngoài, các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật số, khoa học công nghệ, môi trường. Ngoài các cơ hội giao thương, các đơn vị cũng tìm được các giải pháp khắc phục để nâng cao hiệu quả, chất lượng trong hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối sản phẩm và tham gia vào chuỗi cung ứng.